vậy Lan mà trúng nảy heo là có thiệt nha anh coi cái cây vàng lưỡi đỏ của em hôm nay nè trời ơi nó khủng khiếp luôn bự chưa từng có luôn và cái chất cây vàng lưỡi đỏ anh chị mình thấy cái bản thân của nó đã rất bự rồi nhưng đợt này nhà vườn người ta chăm nó siêu đỉnh luôn mập mạp vô cùng vừa thân lá nữa Mà quan trọng hơn toàn bộ những cây này đều là cây tơ than 100 phần trăm luôn để cho các anh chị mình ghép chậu chơi tết nha đây hôm nay em đang lựa những chậu vàng lưỡi đỏ cho khách của em nè à, cái mã hàng này hiện tại á, bên hoa lan di phong đang nổ đơn rất là nhiều luôn tại vì anh chị mình thấy cái sắc hoa vàng lưỡi đỏ nó vốn đẹp rồi ha à, hoa thơm màu sắc thì rực rỡ mà lại thêm cái thân thủ hôm nay nữa cây thang một trăm phần trăm nhưng hôm nay em sẽ chia sẻ cho các anh chị mình với mức giá là 159 trăm năm thôi các anh chị không thể tin nổi được luôn nếu như anh chị nào yêu thích vàng lưỡi đỏ mà cái thân thủ mập đẹp như thế này thì mình có thể liên hệ với em nha. Hàng thang thì anh chị về có thể treo lên để kích hoa chơi tết. Hoặc là các anh chị mình có thể là ghép chậu cũng được luôn. Toàn bộ những cây này là đầu ngọn đang nhú nhú hết rồi. Nếu anh chị nào muốn mua từ... Mình mua hai combo tổ, trở lên là tương đương với 6 cây thì em sẽ chia sẻ cho mình với giá chỉ có 300 ngàn thôi và vẫn được bao phí ship.